Thưa quý vị, trong những bản tin trước đây thì chúng tôi đã có phản ánh hiện nhiều mặt hàng phải chịu sự kiểm tra từ 2 đến 3 bộ và vướng mắc này tiếp tục là bài toán khó cho các doanh nghiệp nông nghiệp. Theo các chuyên gia thì tình trạng một sản phẩm có quá nhiều cơ quan cùng kiểm soát không chỉ gây phiền hà mà còn làm cho doanh nghiệp mất thời gian, thậm chí là gây ra nhiều rủi ro hơn. Những sản phẩm tưởng chừng rất nhỏ như mớ rau, con cá, từ khâu sản xuất đến lưu thông phân phối phải chịu sự kiểm tra của nhiều cơ quan chuyên ngành khác nhau. Nếu như ở khâu sản xuất đã có sự thanh kiểm thường xuyên của các cơ quan quản lý chất lượng nông sản, cơ quan bảo vệ thực vật, thú y và các cơ quan môi trường, thì đến khâu lưu thông phân phối, các sản phẩm tiếp tục chịu sự kiểm tra của những cơ quan trên và cộng thêm lực lượng quản lý thị trường. Chúng tôi có phản hồi, có nghe phản hồi từ các cái đơn vị kinh doanh, các cái nhà phân phối là nhà nước đang quá là rườm rà trong cái việc là kiểm tra về chất lượng sản phẩm. Có rất nhiều các ban ngành đến kiểm tra. Sản xuất và tiêu thụ trong nước đã vậy, đối với những mặt hàng xuất khẩu còn khó khăn hơn nhiều, khi mà chịu thêm sự kiểm tra nghiêm ngặt của cả các cơ quan trong và ngoài nước, khiến doanh nghiệp mất nhiều thời gian, thậm chí là rủi ro hơn. Câu chuyện của xe Thanh Long này là một ví dụ, nằm chờ tại cửa khẩu 7 ngày, mọi thủ tục kiểm dịch, kiểm tra hàng hóa đã được các cơ quan chức năng phía Việt Nam hoàn tất, thế nhưng xe hàng vẫn chưa được chủ nhập hàng phía Trung Quốc gọi cho thông quan. Dạ, xe em ra đây cũng khoảng 7 ngày rồi chị. 7 ngày nhưng mà tại vì do bên cửa khẩu bên Trung Quốc không biết nó có một chuyện gì mà nghe nó chưa cho qua. Phía Trung Quốc họ tăng cường cái khâu kiểm dịch và xe hàng nào họ cũng lấy mẫu và để làm thủ tục kiểm dịch, cho nên dẫn đến cái vấn đề mà thông quan hàng phía Trung Quốc rất mất thời gian. Các chuyên gia đánh giá không chỉ chồng chéo giữa các bộ mà ngay trong một bộ đã có sự chồng chéo giữa các cục, vụ chức năng trong việc cùng quản lý một mặt hàng. Có những doanh nghiệp thì trong một năm tiếp quá nhiều đoàn thanh kiểm tra về chuyên môn của họ. Trong từng đơn vị nhỏ của bộ đó, có những cục, mỗi cục cũng có bộ phận là kiểm tra chuyên môn của họ. Vì theo chức năng nhà nước phân cho họ phải làm, không làm không được. Muốn cải cách thủ tục hành chính thì phải đi theo với từng bộ máy. Trước thực tế này, chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành rà soát tình trạng quản lý chồng chéo. Theo đó, các bộ và các cơ quan khác nhau trong cùng một bộ sẽ phải thống nhất một đầu mối quản lý thay vì có quá nhiều đầu mối cùng kiểm soát một mặt hàng. Vừa rồi là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn làm rất gắt gao việc này. Ví dụ như trước đây là cái mặt hàng kén tằm và gốc rũ kén tằm cũng như là các loại côn trùng. Nhiều lúc thì là về đến cửa cảng là bị chịu trách nhiệm của hai cục, Cục Bảo vệ Thực vật và Cục Thú y. Thế thì hiện nay thì Bộ cũng đã giao rất là rõ ràng và chúng tôi đã thực hiện một thời gian rồi. Tất cả cái đó là Cục Bảo vệ Thực vật chủ trì một đầu mối. Cũng theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiếp sau kén tằm là nguyên liệu nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi cũng sẽ thống nhất một đầu mối quản lý, không để chồng chéo cả Cục Chăn nuôi và Cục Bảo vệ Thực vật cùng quản lý như trước đây. Đây có thể coi là tín hiệu đáng mừng đối với doanh nghiệp và người dân. Song với một bộ đa ngành, đa lĩnh vực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn phải tiếp tục rà soát và thay đổi nhiều ngành hàng khác mới có thể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp với phương châm một bộ hồ sơ, một đầu mối.